Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa phát cảnh báo về việc bị bạo danh trong việc công bố chi tiết lịch thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Và theo đó, Bộ Giáo dục Đào tạo cho hay hiện nay có tình trạng cá nhân tổ chức mạo danh bộ để công bố thông tin không chính thống gây nhiễu loạn. Trong khi hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo mới chỉ công bố ngày thi, chưa công bố lịch thi chi tiết từng ngày. Cụ thể, theo thông tin cập nhật nhất mà Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đến thời điểm này là lịch thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 vào các ngày 27, 28, 29, 30 tháng 6 năm 2023. Ngày 27 tháng 6 các thí sinh sẽ làm thủ tục dự thi, ngày 28 và 29 tháng 6 tổ chức thi, ngày 30 tháng 6 là ngày thi dự phòng vì vậy bộ giáo dục và đào tạo đã báo cáo cơ quan chức năng để xử lý bộ giáo dục cũng khẳng định có hai kênh thông tin chính thức để công bố thông tin tới nhân dân gồm cổng thông tin của bộ giáo dục và đào tạo và fanpage bộ giáo dục và đào tạo như trên màn hình